Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh chúng tôi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Huấn luyện viên Tholot học theo thầy Park, sử dụng Quang Hải ở đúng vị trí như trận Việt Nam thắng Ấn Độ. Theo huấn luyện viên của Pau FC, Didier Tholot không có gì phải lo lắng cho Quang Hải. Ngôi sao 25 tuổi có tố chất và sẽ ra sân nhiều trong thời gian tới khi thích ứng với bóng đá châu Âu. Ngay trong đêm 28 tháng 9, không lâu sau chiến thắng 3-0 trước Ấn Độ và cùng đội tuyển Việt Nam vô địch giải Giao hữu Hưng Thịnh 2022, Nguyễn Quang Hải đã lên máy bay trở lại Pháp. Vào ngày 2 tháng 10 tới, Pau FC sẽ có chuyến làm khách tới Metz trong khuôn khổ vòng 10 League 2 năm 2022-2023. 6 trận gần nhất của Pau FC, Quang Hải không đá chính, trong đó bao gồm 2 lần ngồi dự bị cả trận, 4 lần vào sân thay người với tổng 59 phút thi đấu. Theo huấn luyện viên Didier Tholot, điều này là một phần trong nỗ lực thay đổi của đội bóng sau các kết quả tệ hại. Khi tình hình không suôn sẻ, tôi buộc phải điều chỉnh tất cả và tìm kiếm các giải pháp trước khi quá muộn, chiến lược gia 58 tuổi nói trên tờ La Rep des Pyrenees. Một trong những thay đổi là Pau FC chuyển sang chơi hai tiền đạo, thay vì là một như khi bắt đầu mùa giải. Việc triển khai hệ thống mới không có lợi cho Quang Hải. Thêm vào đó thì theo Tholot, Quang Hải trong quá trình làm quen với sự khác biệt về tốc độ, cường độ giữa V-League và League 2. Khi Quang Hải vẫn cần thêm thời gian thích nghi, miễn cưỡng xếp đá chính và đẩy cậu ấy vào khó khăn không phải điều tôi muốn làm, ông cho biết. Huấn luyện viên của Pau FC nói rằng ông không có áp lực về việc Quang Hải chưa tỏa sáng. Ông lý giải, tôi tin Quang Hải và tiềm năng của cậu ấy. Hải có tố chất và đặc biệt là những đường chuyền quyết định. Có điều chừng đó là không đủ trong môi trường bóng đá châu Âu. Mặc dù vậy, chiến lược gia 58 tuổi nghĩ rằng giai đoạn khó khăn của Quang Hải sẽ sớm qua. Đúng là Hải thi đấu ít vào lúc này, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ chơi nhiều trong tương lai. Đây là điều mà nhiều cầu thủ của Pau FC như Darwin, Kofi, Ivan từng trải qua, ông chia sẻ. Tôi tin Hải sẽ là nhân tố quan trọng giúp chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu tới. Trong buổi tập mới đây, huấn luyện viên Tholot bất ngờ sử dụng Quang Hải tại vị trí y hệt như cách thầy Park dùng Quang Hải trong trận Việt Nam thắng đậm Ấn Độ. Hải được đá thoải mái hơn phía sau là hai trung vệ chơi cơ bắp, sẵn sàng thu hồi bóng để Quang Hải phát triển những đường bóng lên phía trên. Đây là một tín hiệu tốt khi mà Quang Hải đang nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Tholot. Hy vọng là Hải sẽ ra sân và tỏa sáng. Quang Hải đang đứng trước những thử thách lớn tại Pau FC khi phải thích nghi và cạnh tranh vị trí. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Lao Động, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng được hỏi về cơ hội của cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại nói chung và Quang Hải nói riêng. Anh đã bắt đầu câu chuyện với hình ảnh khá thú vị, đó là bức ảnh chụp cùng với cựu trung vệ Manchester United Rio Ferdinand. Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng nói rằng, thời điểm còn khoác áo đội tuyển Việt Nam, anh là một cầu thủ có thể hình thuộc top đầu với chiều cao trên 1m8. Thế nhưng khi đứng cạnh Rio Ferdinand, bản thân anh lọt thỏm trước một cầu thủ đến từ châu Âu. Nhìn vào thực tế để thấy rằng, cầu thủ Việt Nam kém xa cầu thủ châu Âu về thể hình, thể chất. Chỉ điều đó thôi là đủ khiến câu chuyện xuất ngoại gặp khó khăn như thế nào. Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng cũng dẫn ra trường hợp Đặng Văn Lâm, dù có mang trong mình dòng máu Tây, có thể hình tương đối ổn. Thế nhưng Văn Lâm không thể tìm kiếm được cơ hội ở châu Âu. Anh phải trở về Việt Nam mới có được sự nghiệp như hiện tại. Dẫn chứng như vậy để thấy rằng môi trường bóng đá châu Âu khắc nghiệt, kể cả ở những giải hạng dưới. Và cầu thủ thi đấu trong môi trường đó phải là những người không chỉ có chuyên môn tốt mà phải có thể hình, thể chất đủ tiêu chuẩn. Ngay cả với Văn Hậu, một cầu thủ có thể hình tương đối tốt cũng không thể cạnh tranh với môi trường bóng đá Hà Lan. Nói thế để thấy rằng khi ra châu Âu, Quang Hải gặp ngay một vấn đề khó khăn, đầu tiên đó là thể hình. Điều này càng được minh chứng rõ ràng trong những trận đấu Quang Hải được ra sân thi đấu cho Pau FC. Để khi cơ hội của Quang Hải dần ít đi, rất nhiều người đặt ra dấu hỏi về sự thích nghi của tiền vệ khoác áo số 19. Và câu trả lời đã được huấn luyện viên Didier Tholot đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngay trước thềm Quang Hải tập trung trở lại cùng Pau FC khi kết thúc giai đoạn FIFA Days. Ông nói, với tôi, chuyện chỉ đơn giản là khả năng thích nghi thôi. Mà anh cũng biết rồi đấy, thích nghi đâu phải là chuyện dễ dàng, bởi đầu tiên thì ai cũng cần có thời gian để thích nghi đã. Liên quan tới cách đá của Quang Hải, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cậu ấy phải thoát được khỏi đối phương trong những pha tranh chấp. Ở châu Âu, các pha tranh chấp nặng về thể lực hơn, nên Hải phải học cách thoát đi nhanh hơn. Nhưng đấy là những việc mà cậu ấy vẫn đang cố gắng cải thiện mỗi ngày. Rõ ràng thách thức với Quang Hải trong việc cạnh tranh vị trí sẽ là rất lớn. Môi trường bóng đá châu Âu sẽ không hề dễ dàng dù huấn luyện viên Didier Tholot đã đưa ra những cơ hội gợi mở cho Quang Hải. Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng
huấn luyện viên Park Hang-seo muốn Quang Hải về đá AFF Cup là hợp lý cả về chuyên môn lẫn tình cảm. Ở đợt giao hữu tháng 9 vừa qua, huấn luyện viên Park chia sẻ ông muốn Quang Hải về đá AFF Cup 2022. Tuy nhiên, giải đấu này không nằm trong hệ thống FIFA nên Quang Hải phải thuyết phục Pau FC nếu muốn về khoác áo tuyển Việt Nam. Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng thầy Park có nhiều lý do để cần Quang Hải ở AFF Cup cuối năm. Khi huấn luyện viên Park Hang-seo mới sang Việt Nam, Quang Hải còn là cầu thủ trẻ có triển vọng. Ông cũng gắn bó với nhiều cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt của Việt Nam. Ở góc độ tình cảm ngoài chuyên môn, Hải như người con của thầy Park. Vì vậy, thầy Park muốn Hải trở về đá AFF Cup cũng là chính đáng thôi. Ngoài mặt tình cảm, thầy Park cũng muốn giúp đỡ Hải. Ở thời điểm này, Hải có khát khao về mặt cá nhân, dũng cảm sang một môi trường bóng đá khắc nghiệt là Pháp. Ở đó, Hải phải vất vả gấp đôi, gấp 3 lần để chứng minh chuyên môn so với ở Việt Nam. Do đó, đưa Hải về AFF Cup cũng vừa bổ sung chuyên môn và cũng là giúp Hải lấy lại sự tự tin và cảm giác thi đấu. Quang Hải có vai trò rất quan trọng đối với tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Mạnh Dũng nhấn mạnh sự vắng mặt của anh là không quá quan trọng. Không có một cầu thủ tuyển quốc gia nào là ngôi sao cả. Chúng ta chỉ có một ngôi sao trên ngực áo. Không ai là quan trọng nhất và tập thể phải xoay quanh người đó. Tập thể mới là số 1. Dù không có Hải, người hâm mộ vẫn yêu đội tuyển. Thầy Park vẫn phải cố gắng mang đến màn trình diễn tốt nhất. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vừa có hai trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có hai chiến thắng đậm với tỷ số là 4-0 và 3-0. Song cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng cho biết kết quả này không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Singapore và Ấn Độ có sự chuẩn bị nhưng chưa phải là đầy đủ nhất. Thời gian Singapore chuẩn bị cho AFF Cup không tập trung nhiều như đội tuyển của chúng ta và một số đội khác của Đông Nam Á. Vì vậy họ thể hiện đúng với tính chất của một giải đấu giao hữu. Họ không có nhiều sự chuẩn bị. Trận đấu đó đối với Singapore không có nhiều cảm xúc mà giống như một trận đấu tập. Còn Ấn Độ cũng không phải một đội bóng tên tuổi, ít khi chạm trán Việt Nam ở các giải đấu lớn ở khu vực. Nên Ấn Độ giống như là khách mời cho gọi là đủ mâm thôi, còn không mang lại chất lượng chuyên môn nhiều cho đội tuyển Việt Nam. Chức vô địch đó không mang lại nhiều ý nghĩa, cựu tuyển thủ Dũng Giáp cho biết. Cựu tuyển thủ sinh năm 81 chia sẻ anh ấn tượng nhất với Văn Quyết, người đã ghi bàn trong cả hai trận đấu. Văn Quyết là cầu thủ tạo nét tươi mới cho đội tuyển. Qua hai trận tôi để ý Văn Quyết nhiều. Hiện tại ở độ tuổi và vị trí đó thì không ai có thể so sánh với Văn Quyết. Cậu ấy có thể độc lập trong các tình huống, tự giải quyết vấn đề và kiểm soát thế trận, phân phối bóng và tạo cơ hội cho đồng đội, cũng như là tự tin dứt điểm. Dù vậy thì còn 2 tháng nữa, AFF Cup 2022 mới khởi tranh. Vì vậy chưa có cầu thủ nào cầm chắc tấm vé lên tuyển và cần thêm nhiều màn tập dượt để đánh giá. Đây là giải đấu mà đội tuyển đặt mục tiêu vô địch. Nhưng sau giải giao hữu vừa qua, ông Park lúc này có thể tạm yên tâm về tình hình nhân sự. Chia sẻ với tờ La Rep về lý do Quang Hải phải ngồi dự bị, huấn luyện viên Thorlot cho biết có hai yếu tố tác động đến cơ hội ra sân của Quang Hải. Điều đầu tiên là do tôi đổi sơ đồ chiến thuật và nó không có lợi cho cậu ấy. Thứ hai là chúng ta phải thấy rõ sự khác biệt về tốc độ cũng như là sự quyết liệt trong thi đấu giữa Việt Nam và League 2. Vấn đề quan trọng nhất lúc này chỉ là Pau FC cần thay đổi để vượt qua chuỗi trận không tốt từ hồi đầu mùa. Bên cạnh đó thì vị chiến lược gia này cũng dành những lời động viên cho tiền vệ sinh năm 97. Quang Hải có tố chất, đặc biệt là ở những đường truyền mang tính chất đặc biệt. Dẫu vậy thì điều đó là không đủ để thi đấu ở một nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Nếu như muốn tạo ra ảnh hưởng ở châu Á, tôi sẽ lựa chọn Quang Hải. Tuy nhiên lúc này tôi lại ưu tiên sự cân bằng của đội bóng. Tôi vẫn tin Quang Hải sẽ giúp Pau FC có được các chiến thắng trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Tôi không có áp lực gì với cậu ấy cả. Hiện tại Quang Hải đã hoàn thành xong nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia Việt Nam tại giải giao hữu Tam Hùng. Quang Hải chia tay Việt Nam trở lại Pháp, tiếp tục cùng Pau FC thi đấu tại League 2, giải đấu mà anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội và thích nghi.